băng rồi tụi nó lìa hết mình loot. Easy không? Easy game mình. No súng game mình. Trời mà 16. Sang mình không người đúng không? Không. Không thấy. Thì sao nào? Rồi, giống Rich Kid nữa rồi. Bởi vì giống ông Rich nữa rồi. Tây tối ngày. Trời ơi, anh em sinh đôi của người ta mà. Nói sao vậy Good? Ủa, nó vậy mấy team mà sao nó bắn nhau vậy chứ vậy? Nó bồ. Team up đó, nó team up đó em. Đó, bắn rồi. Mình bắn ai vậy? Mọi người đâu đi. Bắn team mình hả? Không. Ủa gì mà không nóc kìa. Vô. Chơi chuồng gà con thằng. Đang kia. Má. Còn nữa, còn trong nhà nữa, còn trong nhà nữa. Ui. Ui cái gì vậy? Sao không thấy hết ta? À nó. Ôi vào đầu luôn kìa. Sao không thấy được nó ta, kỳ ta. Ở trong phòng á. Em cậu. Em cậu nhiều mà. Nó thì cột chấm. Ê, em chọi trái, em chọi trái này ăn bồ nó em lại em gạt. Loot cái em loot cái xì co be cái phóng vô nhà định gài đạn bơm máu ra bắn tay rồi thằng chó nó trong nhà. Ôi nó có tiền mà mấy thằng luôn, một thằng trên giàn giáo, hai thằng kia.
Thay đổi nửa giây vậy em. Anh khao người lớn nè, anh khao chấm đi. Anh khao. Qua rồi. Cambon đi. Nhảy cambon đi. Nhảy cambon đi, cambon đi, nhảy 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 nhảy. Cambon, 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 cambon. Nhảy vô giữa nhà luôn nè. Trời ơi có kìa không? Có sao không? Đâu cũng có. Trời ơi đụng súng rồi kìa. Đường có người nha. Kế bên nhà nè. Kế nhà em này là nhà em nhìn là thứ 1.1. Nhầm đây đâu ai đâu. Có kho. Tụi nó bên kho. Cái nhà lẻ ngoài ruộng nè, nhà lẻ ngoài ruộng. Gần lắm không? Ừ, có cái nhà duy nhất ngoài ruộng á. Đó. Đó, có đoạn ngày đó đó. Hay em. Cái đó không phải hay mà thôi anh em. Ôi sao có thằng ở đây vậy? Két nó, ừ. Ê, còn thằng nữa, thằng đưa nhà đó nè. Nóc 1 nè. Nhà hai lầu bên kia đường. Thấy rồi, từ từ để cho nó bò nó lại. Đấy nó. Nóc thằng bên đó rồi nha. Nghe mấy cái lu nước á. Còn nữa nha. Ủa sao chưa có... Ờ chưa ấy hả? Chưa làm gì trời. Hết. Còn nha, chưa hết đâu. Còn thằng. Biết đâu. Em
vót lên nghe tiếng bước chân khu em nhìn nè. Anh biết chị đó không? Biết. Nghe tiếng bước chân em đang nhìn đó. Không biết. Lùi lùi giờ anh che cho, anh che cho, anh che cho. Lùi. Nó có thể nó gạt nên biết mà anh che luôn. Nó bắn, nó bắn gì nó gạt em mà nó bắn trúng mấy cái ghế không à. Má thiệt ngồi, nó đi ngồi đụng chỏng luôn. Holo trong này nè, hết rồi. Hai cái holo trong này. Đường chuyển. Nó bị flash giật quá. Ai có nhiều đạn xanh cho em miếng đó. Không có em ơi. Anh có nè. 31 viên. Có 30 viên. Anh có nhiều lắm, anh có nhiều lắm. Này chắc chập bò quá. Cả 98 đây nè, được phát. Bò nó xa, tản cao. Tụi này bắn không kém quá ha. Mọi người ơi, bây giờ có đứa nhắn tin đe dọa đòi đâm bạn em thì làm như thế nào ạ? À? Đâm lại. Còn nó kia, nhỏ kia bình luận nghe mắc cười lắm, đỉ mẹ ra bãi xe thông áp nó. Hello. Wow. Chà, bo thẳng qua tới bên kia luôn. Cầm bông mà bo lên tới cầm, cầm A luôn. Chị bo từ đông sang tây. Coi gì ai chơi. Đâm gì khi ghê chứ trời. À, nó mà đưa cho cảnh sát cái hình criminal. Hany còn đằng 5 không em? Có cứu binh rồi. Hay đi. Còn đạn 5 không em? Còn đạn 5 không? Có cứu binh rồi. Hay đi. Có xe. Tìm xe. Qua đi chơi luôn. Tìm xe có giùm cái lẹ lẹ cơ mấy ba. Không. Lại chạy. Hết máu rồi. Này ông nói anh rớt cho anh cục. Em đang sau lưng mấy anh nè. Em đang sau lưng nè. Chạy đường mòn luôn đi, đừng chạy xuống giật làm gì.
Vô đây anh cho máu nè. Ngồi ăn trước cửa luôn nè. Quán trước cửa nhà dài chỗ nhà cuối đó. Ok. Không đi xe à? Đi đi. Trong khi thời gian chờ anh đi trước một khúc. Đi chỗ nào chấm đi. Vô chẳng chấm 4, chấm 3 luôn. Vô hẳn chấm 3 luôn. Chấm 4 á. Thôi qua cầu luôn, qua cầu nhỏ luôn nè. Đâu nào? Không phải em, cầu nhỏ bên phải á. Đi thẳng luôn, đi thẳng luôn, khỏi quẹo, thẳng luôn. Bài này ấy là luôn nhà, đúng luôn, đúng luôn, đúng luôn, đúng luôn. Rồi chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Không sao đâu, không sao đâu. Dừng lại chơi nữa em. Ôi run. Bằng khói ra, bằng khói ra, bằng khói ra, bằng khói ra. Kêu qua cầu nhỏ hôm qua. Tà lanh. Ba tim luôn á, chạy ngang ba tim. Tại mình chạy cái đường chính á, nghe nó chạy ra. Trước khi qua cầu là nó nghe tiếng bơ, tiếng bắn súng rồi, kêu qua cầu nhỏ rồi không chịu qua. Xong giờ tại tại. Không có tại. Tại khao luôn á. Lỡ rồi. Không, cứ tại khao của mày, khao không chấm ghê, nhảy khao là đâu có đi ra tới đó, mày ra tới đó chết. Kia là đâu cần chạy bo. Tại khao. Everything, tại khao. Đây để em chấm cho. Dạ chấm đi. Chờ nha biết cả. Cái đồ nó ít lắm. Nè à, được ít. Thôi đi nhà khao đi cho khao gắp. Khao hít gắp. Trời má. Anh với em gần chuồng hay chuồng kia. Thấy không? Game là khó.
Má hết đạn xui quá. M4. Trên lầu 3 đó còn thằng cuối à. Thằng ngoài hiên kìa, bên trái. Trên lầu 3, lầu 3, lầu 3. À, phóng xuống rồi. Xem bắn vào không chết ta. Nó trả đạn lại nhanh đến đồ em đội nó bắn vết to. Má phóng lẹ xuống dưới có thế bắn hơn trời ơi dưới. Tức. Má chút xíu nữa. Vậy đừng gạt. Không gạt có thời gian. Mà nó gạt bồ mình thì gạt nó rồi. Không đúng. Ủa Nhi đâu rồi? Nhi nghỉ hả? Ông đã truyền bên Cao rồi. Anh Cao có quả gì đang coi không? Nghỉ rồi. Có gì giờ này ngủ sớm. Gì giờ này mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và anh tư anh sợ, chúng ta là thế nào? Chết sao được sự tài nha? Anh chót vô tình. Xem em như là anh trai. Tức lắm nha. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Mấy người đang đang trong chuyện bên Cao đang thích chỗ khác của em bên Cao đúng không? Bạn cố gắng kể Cao cho anh không nói gì trời vậy anh. Cao kẹt lời. Người ta là một streamer là phải communicate với người chơi của viewer. Cái này im lặng không nói gì chứ. Đi mày chơi game. Tập trung mà chơi game đi. Chơi game là để relax, để rồi chơi. Chơi play game hay mà. Ở có thằng ấy chung nè. Trời solo squad nè. Lầm đó. Em về rồi chứ rồi. Không súng nó nhảy ra chuông rồi, nó nhảy ra chuông rồi, nó nhảy ra chuông. Chuông này chuông. Ờ. Chuông hồi nãy chậm lại. Chấm cam á. Trời ơi, một đống đứa bây giờ. Thấy đó nha. Từ từ.
xe thấy đó rồi. Đó. Chuông trái, chuông trái. Trên khu nhà đây ca. Rồi chuông này có người luôn nè. Trời. Xong. Hai chuông. Chuông nha. Nó thấy, nó thấy. Máu nguyên nè. Mẹ. Ê, 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 ở đây nữa. Đồ, mẹ. Gần hả? Trong nhà mình hả? Gần, gần. Cái chỗ em nóc á, chỗ em nóc cái chuông bên đây nè. Đây nè, chấm cam. Anh nóc một bạn đó rồi. Nóc, mình nóc cùng một người á. Nó chết 3 lần rồi đó. Mẹ, nãy có cốp rồi, ngon rồi. Chuông này, chuông phải. Chuông phải. Xích vô xíu. Hai team. Trong cái vợp nè. Ôi đứng trong chuông mà vẫn bị đi sinh là sao? Ở ngoài đó, cứu được không? Cứu được, cái này thì cứu được. Đứng sau lưng anh á, ừ. Có. Chuông, vòm. Sau lưng nữa. Còn khói đi. Nè, khói nè. Em không có khói rồi. Khói anh nè. Không được. Lên lượm khói không? Man. Ôi. Ra bắn đi em. Trong vòm có nha. Chết rồi, vòm bắn chết rồi. Ngoài chuông kìa, hình như mới thấy ngoài chuông kìa. Ừ. Đó. Trời má. Ôi. Bên trái đang chạy vô kìa. Trước mặt nữa, ngay trước mặt luôn. Lên em ạ. Má cái thằng đứng ngay cây đó mà sao mình không thấy nó ta? Nó tẻ tùm lum hết nè, không có. Lúc mà mình thấy nó là nó đã đốc mình luôn. Long buông rơi thôi mày à, em xa tôi. 3 điểm nữa lên 4.000. Hấp dẫn.
các em trong lòng tim của anh, các em trong pháo tàng chi nhớ. Bao nhiêu chấm ấy? Để sắc móc đi. Ok. Nhảy 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 nhảy. Sẽ nhiều nguyên một khu đó cho anh Khao, anh Khao. Ừ. Có con quỷ đó nữa kìa. Hát gì kìa? Không hả? Vậy thằng hát gì á? Nãy mới giết mình chết à. À. Nó đã stream mình Khao đó. Dễ gì? Quá đâu. Mọi thứ đều có thể. Chơi ngay đi. Trước khi lòng mà tôi nó từng cơ. Chơi ngay đi. Trước khi phải dẫu của tình. Có nghèo vậy ta? Ủa sao giờ này không thấy tụi Ice đá stream của anh Khao nữa à? Nhiều khi nó không muốn nữa. Ồ, chắc nhiều khi lên bị em chửi quá vì cũng sợ. Giang hồ các kiểu. Thế là nhiều khi nó không biết. Hồi xưa còn chung chung group nó thì biết.
Có, không không. Ờ, ở nào vậy? Ừ, anh nào rất lâu rồi. Toàn mấy đứa nít không. Ủa, bên cảng lút chưa vậy? Hết rồi. Dư cấp 3 nữa còn không? Em chọn. Dạo này em thích thấy M4 cấp 3 em nha. Mình sấy hộp hoài. Tập gì quán. Bắn cái từ từ sẽ xé chúng. Bắn thì tâm thì không giật rồi đó. Mà K98 ngoài này nè. Mai mới giờ xây mà được liền đâu thì phải từ từ. Ủa Thành nói đó chị chim anh mà Thành không tiêu rồi. Thành. Nó đâu có chơi đâu, nó ngủ rồi, giờ đâu có chơi. Yeah. Ủa sao qua tới đó rồi? Ngày chấm á, ngày chấm bốn. Bạn nó thấy rồi nè. Bỏ luôn rồi đây. Móc làm sao đi nè. Chết mẹ rồi. Bên đầu em ơi. Qua nè. Rồi chấm một. Ôi, à. Anh Kha coi chuẩn bị nó bắn á. Ừ, đang kè. Cấp 3 anh để đó luôn phải không anh Khảo? Cấp 3 trên người anh. Okay. Sao nó thấy góc anh ta? Em cũng không biết ở đâu nó bắn em nữa nè. Nè bà nó. Nhiều khi nó nghe tiếng chân á. Lùi về, lùi về, lùi về. Ơi, má nghe tiếng chân tưởng rít. Ôi. Nghe tiếng chân rồi, tưởng rít. Nhiều máu nhiều nước quá chết mẹ ơi. Sao lưng cái nhà đó đó. Nhà 1. Hồi nãy em trả đam nó cũng 95 đam, còn 5 máu. Thôi vậy. Dạ.
chân nghe rồi mà có tưởng red không mà vàng red tút bên kia. Vậy đi. Anh red đang hỏi anh cái cấp 3 với cả cây cây chúng ta. Không thể ngờ được luôn á, má ngồi chậm. Nó nghe em tới nên nó ngồi luôn. Biết ở đâu. Mày bắn 95 đam chứ. Hơn hơn nó nóc chứ. Tôi cần thấy cái hình như cái tay tay cầm màu đỏ nó không không bằng cái tay cầm dọc ha. Sấy nó bị nó không giỡn, nó không giật ngang thôi, nó giật lên. Nó giật không, nó giật ngang lên cao. Nó giật lên, tay màu đỏ giật lên. Dạ. Ờ, tay cầm đỏ là giảm giật ngang. Nó giật ngang không ạ? Không, tay đỏ nó kiểu bị nó chi đều đều hết á. Nó giảm giật ngang. Tay cầm dọc thì giảm giật lên. Chỗ nào giải khí công? Có người kia hỏi là sao xe chỗ nào giải khí công? Có bà nà, bà nà em chổng dạy khí công ghê. Ủa hồi xưa cũng đi nhậu bà nà nữa hả? Thọ có mà. Ủa hồi hồi xưa xưa vậy mới đây mấy mấy tháng. Ủa đi qua chỗ bạn kia lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi sao? Bà nào mới mở mà. Mới về sang Hồ Sê chơi mấy tháng trước. Về chơi mấy tháng trước. Trời ơi đủ mấy chỗ này rồi xong. Má nè. Nhà gì đéo có cái súng sao chơi. Má thời đúng ghét cái M16 luôn mà gặp hoài luôn. Săn mình đâu có đâu. Giáp hai bên này. Nhà trái có nè. Đi qua nhà hai đi. Nhà đi làm hết rồi, qua nhà đôi đi. Nhà bên trái có nha, nhà bên đôi là nhà đôi nhà phải nha. Đây mở cửa nè. Đây lút rồi. Đây lút là xịn. Chắc nó đẩy qua chuồng gà. Đúng rồi, đã bắn xong rồi. Ê, ngoài cỏ. Có chết này. Chung gà. Không phải. Rồi nóc nhà, trên nóc nhà. Nóc nhà ở chuồng gà luôn phải không? Chuồng gà còn á, good. Còn trên nóc nhà nữa. Thằng đó nó nhảy xuống á. Thằng đó em nóc rồi, trên nóc nhà em nóc rồi.
rồi. Chết rồi, Lia. Chết nhà em nóc rồi. Anh Khao là nãy bị thằng trên nóc nhà bắn. Sao mà mới chùi gãi mới lú đầu lên. Để em chết cái con. Thích thì vô, có gì đâu. Gì mà em chọi cho lửa lên chuồng gà vậy mà nó bay qua đây được ta? Trời, tàu lao thôi. À, chơi gạt luôn. Chọi cái đó cho nó bỏ chạy em. Chơi khỏi lên chuồng gà em chọi chơi smoke lên cứu. Tèo đi ngủ rồi à, sao đá chim đây? Đâu rồi? Đá anh. Chưa chân em á. Ôi à. Nhìn lại kìa. Quá, đại ca Khao, đại ca Khao. Chết hoài. Số mệnh. À, chết tàu lao không. Em đang định móc qua bên kia. À, bắn lâu quá nha. Đã chuyện mấy gì? Nãy giờ top 10 gồm có nữa, top 1. À được cái top 2. Cái gì tay to. Hai cái top 2 chứ. Hai cái top 2. Tại không muốn top 1 Andres, hiểu không? Tại bắn top 1 nhiều quá chán quá. Không muốn top 1 nữa, bắn top 2 thôi. À, kiểu như bắn tới top 2 không? 4 người, 4 bắn 1 thì team bắn nhau chơi. Kiểu ông bom tự sát hả? Ừ. Ừ. Thằng kia nó có nấu hồng dễ thương quá kìa. Sao phải thương mà em được? Iris nói. Anh Rex ơi, anh còn thiếu 3 tiếng kìa. Ờ, dạ. Để đạt được trả nhau. Ừ. Hấp dẫn, nghe hấp dẫn liền. Nhẹ đây, nhẹ đây. Nào, chị nào lia chỗ này mới nhẹ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 2 đăng. Cộng thêm mình nó 16 thằng phải không? Đúng tìm. Ủa? Đâu đông lắm đâu. Tụi nó bắn nhau không cũng. Nhà mình có nè. Mấy thằng. Qua nhà đâu rồi. Khu mình lia. Không không, lê lê lê. Bò bò bò. Để anh kia. Đang. Đang đang đang. Ở đây có đạn nữa nè. Nhà đôi á, nhà đôi có. Băng đạn mở rộng nè. Băng đạn mở rộng xin. Vertical nè. Đi, qua nhà đôi đi. Ở đây cũng đâu làm gì đâu. Nhà đôi mới nhảy cửa sổ à. Chúc mặt. Nó nằm xuống rồi, nó nằm xuống rồi. Ở vô trong rồi, vô trong rồi. Hai thằng lắm. Ok.
Còn một, còn một. Nghe qua nè. Rồi hết rồi. Ừ, nó bị quản á, nó bị quản á. Nó bị quản, nó bị quán. Để đăng 7. Quán đăng 7 ít. Ô đăng 7 em đâu có, em còn không bật băng à. Nè nè cho anh nè, cho anh. Rồi đủ rồi, đủ rồi. Coi trong đây nè, anh có đăng 7 nè. Đằng này cũng có đăng 7 nè. Trong đây nữa nè. Ok, có rồi, có rồi, có rồi. Bắn đi, bắn đi. Nè, Rick, là lấy hết đằng 7 đi. Lấy hết đằng 7 đi nè. Nè, em bắn M4. Có ai cần nước không? Có ai cần nước không? Hello nè. À, em bắn red dot. Ui. Con hay quá mù luôn cái đám. Ngoài sân, ngoài cỏ, ngoài cỏ. Thằng đó nó giàu lắm á. Dư máu. Bắn không đi. Bắn đâu được đó. Bắn đâu được đâu. Bắn lấy xe à. Ý, này áo đẹp lấy. Anh cầm cái kẻ đâu. Có rồi, có rồi, có rồi. Có tay cầm hay gì không ta? Có ai thấy tay cầm hay là gì không? Không, đang tìm. Ồ đây, có đây. Đón hai ngoài này nhiều lắm nè. Xác gì mà nhiều vậy? Nghe tiếng bước chân vậy ta? Kỳ vậy ta? Check. Check kỳ rồi. À, còn con bò lạc nó nằm đúp rồi chết nữa. Ừ. Sợ. Qua đó. Xác quá xác. Bộ 4 đây nè em. Trong cái nhà đây nè. Dư em dư cái cầm bè nè, có ai bắn không? Đấy, đây. Cái nhà đây nè. Đây, được, đây, được anh. Tấm cam, ở dưới đầu mà. Em cũng nghe có tiếng chân lạ lạ vậy. Nghe tiếng chân bước trên gỗ á, anh mới check xong không thấy. Nghe có tiếng chân như ai đó bước trên gỗ. Nhà bên này chắc rồi, không thấy. Là một á, thấy chưa? Cho em cũng nghe nó lạ lạ hơi á. Không. Mà 16 hả? Mà 4 đây nè. Ở trên mẹ anh lộn, anh chấm lộn. Gì, bên đây. Thì em đang bắn cái gì Honey? Bên đây nè. Thì anh đổi em nè. Lên lên em lên trên anh nè, em lên trên anh nè. Lầu 2 nè. Cần lắm một cái cốp. Trời ơi, cấp 2 nè. Cấp 6 nè, bắn không? Thôi bắn đi. Bắn. Cấp 6. Dư thì đưa đây, một bắn hết. Mà không có dư nhưng mà có cốp nào đổi không? Không.
có đưa rồi. Cái loot không kìa vậy? Mà 4 xe x6 giật chúng ta, để thử coi. Dùng lại x3. Tính tới nè. Tính tới nè, tính anh bắn tới nè. Ủa như hết thính mà anh. Đâu có. Thính anh tới nè, thính anh mới bắn nó tới nè. Nè, thính nó gớt ngay chỗ cam kìa. Chỗ cam của em á. Thính nó anh nó mới bắn đó. Em mới bắn đó. Sao xa dưới ta. Nè, có tay cầm dọc nè. Ừ. Bên này. Ra đường đi, ra đường đi. Đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Không, nó xa mà. Xa cái gì? Anh cố tình bắn hướng đó để cho nó ra rì rì chút. Trời ơi, bên đây có nè. Yếu rồi, thằng đó yếu rồi đó. Chết mẹ anh quăng lộn lựu đạn rồi. Đang bắn xem buông ra. Nóc rồi, nóc rồi, nó bị nóc. Hay lắm. Phản ra đông ra. Có sai lầm. Sai lầm. Chuẩn bị có người đá stream vậy nha. Mà... Rồi, đứng game luôn. Có ai bị đứng game không? Đang lo bị phải không? Không. Not respond. Em yêu em, yêu em đấy thì sao nào? Cao chuyện mới đau ở Twitter hả? Ừ. Twist em coi đâu được đâu. Em hả? Em coi được. Người mà. Ta là streamer triệu view đó em. Twist. Coi được mà. Coi được sao không? Ở Việt Nam mà sao coi được? Coi được mà. Mình thỉnh còn coi được mà. Ôi thiệt mẹ lên AKM rồi. Mạng Việt Nam đồ là coi được á. Mạng VMP cũng coi được mà. Bây giờ khác. Sao mình muốn coi được là phải gọi điện lên trên tổng đài kêu nó. Vậy nữa? Lúc trước kêu mở lần rồi. Tại em hay coi stream của thằng Faker đánh Liên Minh. Ủa gì vậy sao hôm bữa ai nói Việt Nam coi Twitch không được? Coi được hết á. Thế bảo, bữa bảo có người bảo là không được. Thật nó coi được mà. i7-8732 gram. Cạc 2080 Ti. Good. Ê, nếu mà cái kênh YouTube của mình mà...
mà có được 300,000 view á, ở 300,000 subscriber á. Ừ. Là mình làm bao nhiêu được tháng hả? Nó tính theo cái lượng người coi em. Nếu mà cái sub cao thì cái view sẽ được cao. Chưa chắc. Chưa chắc. YouTube là nó tính theo view, hiểu không? À vậy là nếu nó bao nhiêu view nó mới tính. Ừ. Thì cứ tính thôi, cái lượng người view coi rồi lượng cái người view nó coi được bao nhiêu thời gian thì nó cứ tính thôi. Để quảng cáo hả? Ừ. Đúng rồi, quảng cáo á. Thì tùy đứa thì nó có tâm thì để ít quảng cáo, nhiều đứa không tâm thì để quảng cáo nhiều. Thì để quảng cáo nhiều, ví dụ như mà phải trên 10 phút một cái video á thì mới được để quảng cáo, mà thường mấy đứa để khoảng 30 phút hay gì đó để một đống quảng cáo thì được nhiều người xem, nhiều tiền, giống như HTV7 á. Ồ, giống như thằng NTN, tụi nó làm, tụi nó NTN, thằng biết NTN, Nguyễn Thành Nam á, nó làm nhiều tiền với ta. Có view là được, với lại nó có quảng cáo nữa. Nó có người đặt quảng cáo. Mà subscribe nó tới mấy triệu. Ừ. 4 triệu phải không ta? Tại vì nó làm vlog giống như Rich Devil Gaming vậy. Ừ. Thằng Rich Devil Gaming nó. Với lại nó chích mẹ bài lâu. Nó đăng quảng cáo các kiểu. Ừ, đúng rồi. Nó dịch lum la quá. Trời ơi, giờ mà rớt xuống thật hay vậy ta. Trời ơi, em thấy cái M4 rồi, thấy cái AKM luôn mà lụm không được. Trời, chết mẹ trong nhà không có gì luôn rồi. Coi AKM nè. Bên nhà có súng nè. Dưới lầu có... Dưới lầu có nón 2. Bắn gục thôi, không gạt quá. Cố bắn nhiều khi mình chết theo. Có súng chưa? Nè M4 nè anh Cao. Có rồi, bắn đi. Ê, kho 2, kho 3 kìa, kho 3 kìa. Kho 3. Không, nó đứng ngay cái cửa sổ em, nó đứng cửa sổ nó bắn. Di chuyển đi anh ca cho. Di chuyển đi, cho vậy nè. Vừa bị bắn yếu thiệt ta. À, để... Bị bên kia bắn nữa, thằng này bên kia bắn phụ luôn. Bị nghe hai bắn phụ. Má, đắp được bạn thôi. Tụi đâu còn mình nó tính đẩy lên luôn, ai ngờ còn thằng... Tụi đâu còn mình nó nãy, ai ngờ còn thằng nhà hai nữa. Nhà hai bắn phụ. Ra một đống đạn rồi còn chưa nóc. Còn có tên em trong game không? Chưa biết. Có. Ủa anh Khao thường thường anh làm 10 giờ tới mấy giờ về anh Khao? 9 rưỡi chứ? 6 rưỡi 6 rưỡi hả? Ừ. Ủa mà đêm nào anh uống thức khuya mà sao sáng thức dậy sớm hay vậy? Quen mà. Em bữa nào mà em thức tỏ tầm 3 giờ mấy là bắt đầu sáng dậy là em kiếm chuyện để em nghỉ rồi. Với lại công việc của em nó không như anh không nghỉ được, hiểu không? Đúng
Mình lấy resort mà mình bị bóc. Vì từ trong tuổi tác móc móc qua. Má cây thiệt, mình không có thế bắn luôn á. Mà nó chia ra rộng mà, tự nhiên chia hai thằng chị trước, hai thằng chị sau. Game mà lúc này lúc kia thôi. À, Thành follow anh ha. Thành âm thầm ha. Âm thầm follow Siwat đúng không? Follow Siwat đúng không? À rồi rồi rồi, team dưới có rồi. Lập lập team rồi ha. Lập team rồi. Ừ. Anh với cô tàu VIP nữa. Xuống trên này, lên trên đây, lên trên đây. Ok. Cái chảo huyền thoại. Bên này nè, bên này nhiều lắm. Qua đây. Ok. Ồ, cầm bộ bốn rồi. Bộ bốn trong này luôn nè. Dùng gà hả? Ừ. Quá hay. Lấy qua. Ê, trên hàng dừa. Nhà đâu có người không ta? Không. Oh shit. Trời ơi, tự nóc rồi. Đâu à? Chỗ... đúng rồi. Còn nữa. Bơm kìa. Em quăng, em quăng. Nó sau cái nhà, sau nhà. Sau nhà phải. Sau nhà gần Grand Grid á. Còn đằng sau nhà ăn 2 viên Google anh. Đỡ cây máu rồi. Hai. Má nó nằm. Mẹ nó hồn. Em bắn nó nửa cây rồi mà. À, không có mấy người đồng. Tôi cũng không biết sao nữa. Mẹ bắn. Em bắn AK mà em can đam không được, cứ tưởng nó nóc rồi cứ buông ra hoài. Mẹ thì bắn sao vậy? Flare gun kìa. Ủa em lộn flare gun hả? Nè nè đạn nè đạn nè. Ờ, nè nè. Tưởng nó nóc rồi buông ra đâu, nó bắn sắp mặt lòng. Có giáp 2 nè. Ba mẹ có một xíu à. Cẩn thận Thành nha, nghe mùi đó. Đánh đánh hơi được rồi đó. Thành. Hửi hửi được cái mùi Thành rồi đó. Ê có ai có nước không? Ủa, không. Có máu không? Còn lon cuối nè, còn lon cuối nè. Ê ê ê ê. Đây nè. Máu máu. Máu 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 máu. Ok. Thank you. Yêu em đấy thì sao nào?
Trời ơi. Ủa, thầy thân tôi. K98 nè. Chấm. Hai. Túi đạn K nè. Phòng trái à. Ừ. Phòng cháy chữa cháy. Coi thấy tay cầm không? Ôi em vừa dục cái tay cầm thăm. Có ai lấy bao? Đưa cho máy đi. Yep. Ai lấy 4 của mềm dư cái 4 này. Đây, đưa anh. Ai cầm ca lấy đi. Tay cầm cá. Hồi nãy có cái tay cầm thăm ở đây. Cho anh netbook. À thì này là cầm xuống bắn gì nào đó bò chết thôi. Sao là SR nữa. Bắn đi. Rồi thôi chờ bao mới. Chờ bao kế. Chờ bao kế cũng được. Chưa có thính mà. Rít cầm. Ai nãy ai cầm thính. Nãy ai cầm súng thính. Rít phải không? Ừ. Chờ nó nhảy bao mới bắn luôn. Tôi cho Honey kìa. Ui đóng cửa nữa. Đó là sự hay. Đấy. Anh có biết là em đang đi sau lưng không? Em chạy xem chứ mà em đập vô cửa. Gãy sống mũi mới sửa. Súng gì? SLG. SLG súng gì? Ừ. Ừ. Con người không biết bắn á, mê phế. Cầm xe lên không? Lấy xe lên không? Đưa xe lên nè. Rít. Xe lên gì? Xe lên SLR nè. Ok, hấp dẫn. Bỏ vô ba lô nữa. Thì nó bắn rồi. Ôi mẹ nó cho. Rồi nó bắn. Anh có ai cần xe là SR không? Đấy, không ai lấy rồi đến. Ai bắn ca thì bắn xe là SR đấy. Đúng rồi. Ủa vào chanh luôn. Sao lưng mình bắn vậy? Ê, có cần đuôi nè, đuôi M4 nè, tay cầm M4 nè. Sao đang cần hay có dư? Đang cần. Có. Để xây hết 3. Đồ anh Khảo thấy bữa nay chơi em chơi em mà không ho không? Ừ. Nãy ho như quỷ kia không ho. Ủa, tem trong bị sọt ra mà còn sống luôn anh Khảo, ghê vậy anh Khảo. Có ai đâu. Bị sọt có ai đâu. Dâm ba cái thằng lon con á mà lôi. Cô Tèo. Ông Tèo. Gì? Cô Tèo đang bắn tem dưới mà. Hai tay hay hai phím. Nó chứ good bắn nít cô Tèo bắn nít cô good. Chào cậu nhau ạ. À. À để xuống dưới nói chuyện với anh Tèo coi. Thạch não nhau thế. Alo. Đó mình hết hồn, ấy mình mới ho nữa, thề. Súng kỳ, ta
Hả? Đứng giữa đường nó chia của không? Vô bo kìa. Đồ bé giờ cũng thấy cấp 6 hay thiệt. Hay á, thấy mà. Mà đâu đâu không không sáng mấy cấp đâu. Bây giờ ông thấy Thành ta. Với Thành ở trong bo ở trong cùng team không ta? Thành nó gọi nó làm ở chi thực là sao tại gì? Xíu nó đi ra gặp lại. Nãy mới ngửi được mùi của nó xong giờ mất tiêu rồi. Ủa mấy ông đâu đang chung game nữa không? Không biết. Không thấy ai hết. Em có phải lag gun nữa nè. Đậu phộng nó vô nó bắn nữa kìa. Mày kiếm chó. Giờ lag gun làm gì bắn chơi à? Cứ để đi có sao đâu. Ủa đây có cái giáp ba ở ngoài lùm luôn kìa. Trời ơi, chết ngoài bom kìa. Chết ngoài bo, ba đứa luôn. Thính xịn cũng khá gần đấy á. Thấy rồi, gần lắm rồi em. Xa cục đá luôn, đúng rồi, ngay đó đó. Hai thằng lẫn nhau chứ phải một nha. Rồi sao này không có nón trời. Kê đi em đẩy được không? Kê em đẩy được không? Nó sau lưng cái nhà chó đó, sau lưng cái nhà chó. Nó quăng bom lên đó. Sao đá luôn mấy chàng bom kìa.
gần anh nè. Giết một đống thằng mà không lút được ai hết chứ. Có ai sát trước mặt nè. Tay cầm nè, tay cầm nè, tay cầm nè. Ok. Này nó cũng có flare gun nữa nè. Con nào bỏ sát đâu đây nè. Giờ hết thính rồi, bắn chơi đi chứ làm gì. Mà còn 27 thằng nữa hả? Rồi mấy cái hết ghê hả? Ừ. Bọn nó xuất hiện mà còn 27 thằng. Ừ. Để dành khói đi, đừng thấy. Anh không có khói nữa. Anh còn đúng một cặp khói duy nhất. Ai có thấy cái này không? Có đâu, bên gần mình cũng có nè. Nhiều khi khu nhà ở đây nè, mình bỏ qua mình không biết. Nó cứ bay bay kìa. Nhìn đẹp bay. Cái tính nè. Cái tính hả? Có người à? Đồ bên trên. Em thấy nè, nó đang nhảy từng từng. Để check cả nhà khoan từ từ. 210 nè. Ai có ca bắn đi, nó đang ngắm kìa. Chưa, chưa nè. Vàng nha. Ở sát viền bo trên đó. Trúng viên à. Dưới đường thằng à. Rồi bắn nhau kìa. Đừng đẩy em, đừng đẩy em. Bắn bo đó. Cái gì sau lưng mình nha. Anh đang kẹt sau lưng. Trúng viên rồi. Rồi nóc rồi. Rồi đó nóc lần 2 đó. Sau lưng nè, sau lưng nè, sau lưng nè, sau lưng nè. Hướng E, hướng E, hướng E. Cúp lại em ơi, cúp lại hang ơi. Rồi, cúp lại hang đi rồi. Hướng E, hướng E. Hay em. Nó đang bắn ai, nó bắn ai nè. Có máu chưa? Có rồi, có rồi. Cứ nghe, tránh đi, tránh đi, tránh. Đừng, đừng, đứng đây, đứng đây chết á. Ừ, anh kim đi.
xe con đá lên. Yếu 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 rồi. Thôi đủ băng bơm trúng mình luôn rồi. Gần Honey á. Xa cục đá Honey. Nghe cây luôn. Hay em. Bò vô chắc cứu không kịp. Bỏ. Đừng. Khó khó. Má là kia đội nóng ba. Má bắn thằng đồ khỉ bắn không chết ta. Tào lao thiệt. Em bắn ngay đầu thằng viên đó đội nóng ba đó. Táp lại MK14. Ba viên ngay người chết luôn á. MK14 mạnh. Hai đó mà có smoke cứ quăng 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 ra bắn xuống. Đỡ quá. Ha à, bắn viên ngay đầu chết. Bạn đam chết luôn. Mà bị hai thằng bắn. Đâu biết là đâu lấy đâu. Em coi coi. Anh đâu có dùng tới đâu. Hỏi anh. Không. Dạ. Rồi em. Tên gót, tên cao. Ừ em. Tên rết. Chào mọi người. Hello Cường. Nghe cái slot cho em bắn với. Phút rồi. Tiệt cành mày, chán mày. Bita không chịu lên sớm Bita. Ừ, Bita ngủ mới dậy anh hai. Em chơi đi em, em chơi đi em nghỉ. Thôi em chơi đi. Nhường. Nãy giờ á như cũng hút nhiều quá rồi, không? Em ngủ luôn cái em. Thôi thôi, ngáo ngáo rồi. Thôi bắn đi. Chứ anh lên đầu này vậy. Thôi bắn đi. Thôi bây giờ chơi đi, bắn đi. Nãy giờ hết giờ cũng đâu không rồi. Thôi ngủ đi. Thôi đi ngủ đi. Hôm nay Bita lại buồn. Ủa Honey, cái play đùa của em là gì Honey? Cái play đùa của em là gì? Giết liền luôn hả? Ủa mà vì cái thằng này mà nó dướng thì cô gái mấy năm 2 là ra em à. Ok. Dướng vụ ăn cắp nè, cái thằng thi đấu MMR nè. Connor McGregor gì nữa. Phải lộn gì. Cái thằng này đang cầm SRL bắn đúng sướng luôn trời. Chứ sao? SRL mạnh mà. Tại anh làm biến tập cái súng đó thôi chứ thôi anh tập là bắn được. Đánh lời ở bắn MK con. MK không mà. MK súng xịn nó khác em. Nhưng mà nó giật. Thành cho không nổi gì đúng không? Súng trong thính mà sao em so được? Súng thính với lại súng bên ngoài. Đánh lời bắn thì cái tiếng nghe. Có nè, có người nè. Trời ơi, chết. Mày chưa có súng rồi con chó à. Rớt xuống ngay cái ca luôn, có đau chứ. Bắn lại đi. Mình phải bắn, mình giải quyết sớm cho bồ mình nữa kìa. Nhà đôi nè, nhà đôi nè.
Giờ đó nhảy cửa sổ hay gì kìa. Em nhảy. Mình là bạn thân quen. Qua qua nhà đó. Qua nhà đó đi. Đây, trùng vòng đây cũng vậy thôi. Đó, mới rỉ ra kìa. Anh đi làm về mệt quá, anh ngủ quá Thịnh. Bên phải em ơi. Nhà mà nhà xa, nhà đâu xa. Cứu được không? Cứu được, để anh bo về đây đó. Đi làm vậy anh mệt đó Thịnh, nên ngủ luôn là biến quá. Mới ngủ vậy. Oh shit. Trên hàng vừa. Ở trên. Cục đá nè. Nó nhảy vô. Anh nóc thằng trên hàng vừa rồi. Bên phải á, nhà nhà gần á, nhà xa đó, nhà xa nhà gần hai người nhất á. Ôi, giờ cũng thấy nó ta. Chết mẹ hết đạn. Hay. Cú bên kia trước kìa, cú bên kia trước kìa. Mẹ, vừa một tứ vừa lao vô, vừa lao một thằng. Ý, quay lại cái. Nè. Alo. Ừ. Nghe mà, Nghe xong trả lời. The fuck. Này thì nghe mà. Đó anh biết nha. Rồi nó bắt nó chửi mình, nó xin lỗi Grit. Ông tích cười nó hay dở vậy. Em xin lỗi anh Khai nha. Đừng nghĩ bụng nhanh, anh là người lớn mà anh để bụng là anh phải là người lớn đâu, đúng không? Anh Khai đâu phải người lớn. Ê, bắn xa lần ông đưa nè, xa lần nè. Em có rồi. Nghĩ là ngồi chơi tiếp mà. Ừ. Em có game. Đưa M4 đây nữa nè. Có phim. Có. Má bị đúng cái thằng đó nó bắn là cái thằng cuối cùng trong team mình giết á. Không, mày nóc thằng đó rồi, lúc mà thằng đó bắn em mày nóc luôn rồi. Thằng ở trên chuồng gà, trên hàng dừa. Hàng dừa. Ừ. Má em là em đang bắn chứ nó yếu ghê lắm rồi, cái em lui lại em bơm máu, cái ai ngờ nó chơi gan nó đi ra đằng trước nó leo lên cái gì. Ví dụ nó leo lên chơi nó bắn em luôn. Em nghe rồi mà nhìn không kịp. Lắm. Ghen. Đó nó ghen. Anh có. Đây có giáp 2 nè. Cái ca chỗ nào vậy em? Em chấm á. Ở đây có giáp 3 này nha. Hồng.
cái phết nào. Có thấy cái M4 nó đâu ta? M4 trong nhà. Hình như trong nhà. Mới thấy mà, nhìn nhà này nè. Ủa không phải mà 16. Lên lầu thử coi. Bên này không có. Người ta bắn hai rồi kêu lôi sao chết lẹ được. Em dưới cấp lóc là bị lóc á. Em dưới cấp lóc là bị tham mau á Thành. Đừng dưới cấp lóc. Biết thường thôi. Ừ. Thành nó hỏi mình sao lâu chết quá vậy. Tìm bắn ghê. Trời ơi thời QZ không. Mới bắn nữa kìa. Tôi bắn cũng đâu có được gì đâu. Anh cũng có một cây nữa. Giờ phải đi săn lùng nó chứ em bây giờ muốn chết con thôi phải được tự nhiên tự tử sao? Đúng không? Mình phải săn lùng nó. Còn 41 hả? Ê, hình như anh có nghe tiếng chân á. À, hình như có hai cục. Hai cục máu mà cái band kêu là bốn chiếc khói, bốn chiếc nét. Tụi ba lên chỉ có nhiêu đó đó. Tài sản gọi là có giá trị. Bốn chiếc khói nằm lên tất cả đấy em. Có M4 rồi, hên quá. Hấp dẫn liền. The fuck are Jesse? Nờ. Cái bụi mà nhiều khi mình cứ tưởng người là sao ta? Yeah,
Ritkit rồi. Gì? Nói để xem Ritkit, nói hỏi có nghe tiếng chân không? Để vô nghe, tắt pin nghe. Trời ơi! Trời ơi, 5 phút nãy giờ rồi, nó đi mất tiêu luôn rồi. Nó tiếng xe thôi, mà tiếng chân. Ba chục thằng. Sẽ có 3 đường xây silent. Xây silent nó khó lắm. Không có cầm ba. Bắt hai đời con. Xây 7-8 viên dừng. Dạ yeah. Để thử nha. 7-8 viên thì ít quá. Mười mấy viên cũng được. Đây có silent nữa nè. Cái đây có silent AR đây nè. Được. Nguyên băng thì chắc lên tới trời luôn. Chúng mày không có 5 nét luôn rồi nè. Đâu tới rồi. Anh cần smoke à? Nè em chia smoke cho nè. Ừ. Đó, có 6 trái. Xé thử đi, xé thử cảm giác được đạn. Xé thử nó chết. Sẽ là cái kiểu ấy sẽ ngon hơn. Ví dụ AKM, đạn nó chậm. Silencer mà gắn vô AKM sấy nó đã lắm. Gắn. Ờ, vậy. Ồ, thấy gắn vô AKM sấy thì nó giật hơn chứ. Nhưng mà nó đã. Nó đã lắm. Quen sấy kèm được nó đã hơn nhiều lắm là tại vì cái đạn nó. Đạn nó chuẩn hiểu không? Đạn nó đi một đường. Bây giờ bắn cái là thính rớt liền. Easy. Anh em à, chuẩn bị nha. Còn M4 thì cần nó nhanh kìa. M4 thì nó nhanh thì mình cần cái bắn xa, bắn tầm trung được kìa. Combe hoặc flat hider. Gắn kia vô nó nhanh quá, nó văng tới trời. Bị nha. Anh có cấp, anh không có cấp dư. Anh có cấp máy cấp 2 hả? Nè. Nè. Đưa anh cấp 2 đi. Anh cố tình bắn vậy mà. Máy cập nhận thính xịn nó rất lâu bà cố luôn. Có 3 vụ lận mà. Nó nặng quá. Một vụ ấy, có tay cầm dập nè. Dư hả? Anh có tay cầm mấy à? Em muốn tay cầm dập hay tay cầm này? Cầm gì? Đây nè. Thumb grip. Em đang xài cái đó rồi. Nếu mà anh xếp cốc to thì anh nên xếp cây cầm này. Cho em, cho em. Chuẩn bị chiến nè. Em lấy kèm dập. Lấy đi, ổ không lấy hả? Anh bỏ máu cái.
Uống băng đít đi, không đẹp đâu. Em phải lên confirm đó, em đi mau. Gần lắm. Má mày dưỡng cái táp xưa quá. Mở máu đi, không có kịp đâu. Lấy nón bài của anh đi, lấy nón bài của anh đi. Nó gần lắm mấy anh. Nó chết bò luôn rồi. Kìa trên đầu kìa. 190 á, nghe cục đá. Nhẫn giả đi em. Thằng kia mà 249. Rồi nó gục rồi. Nó gục rồi. Nhà có kìa. Nhà dài bên phải á. Bây giờ bên trái anh chỉ còn một thằng thôi. Cái nào mà bắn chết thằng mà 249. Anh thử cho bo nha. Em má hết nước nữa chứ. Đúng xác nó đi anh. Kế kế. Trời ơi. Còn hai thằng. Hai thằng, tụi nó còn hai thằng. Sao tự nhiên. Cái đồ cỏ nữa. Sao tự nhiên bắn hai trận này. Lo cuối đông dữ. Nhẫn giả tỏi cái mà bốn vậy đó phong thủy quá. Em nghĩ nha, em đi ăn cơm đi ngủ. Ok em. Ok, thank you em. Cảm ơn em. Tiểu cường đúng không ai? Kéo nó xuống. Tiểu cường này hôm nay có kéo được đâu. Ờ quên sửa rô à, quên. Ok, bye, bye em. Chưa nó lên, Cường nó rồi. Lên bắn Cường. Em xin một cái invite. Mời đó kìa. Không thấy tên. Tên. Cho anh xin cái tên đi. Ủa nãy lúc nãy mình chơi là lúc mấy giờ ta?
Không biết. Nãy, nãy lúc chơi là mấy giờ vậy Good? Quên nữa. 8 giờ. 9 giờ. 8 giờ? What the fuck? Ồ, Akali vậy? 8 giờ vậy nè. Cơ sao vô mới khởi động tay cái làm trận 6 kill clear lead đốc xong gai chết queo luôn. Ừ. Ừ. Chết ghét do mới đau chứ. Khốn nạn gì. Đúng tiểu cường lên điểm cao vậy em. Cày ghê vậy em. Trời mấy game này dễ mà anh. Ê, chết mẹ bấm lộn nút. Oh shit, sorry. Ready lại đi, ready lại. Em bắn em lướt em đi cho thằng bạn bắn nó bị âm á, âm KDA á. Đi kìa. Cái này cực ơi. Ôi mới đi rồi mà. Rít kiếp bấm lộn cancel. Good nhanh good. Giận anh nhá. Gì vậy rít kiếp mà à, quen anh. Hey man. Chết. Ủa như hình như Sina lên đổi role là hết rồi mà. Đổi hết rồi mà, ừ đổi hết rồi. Ờ cái mít em có bị vàng đại mình. Nghe hả à. Nhá. Ủa cái mít, mít hôm qua bởi gì vậy Tiểu Cường? Cái mít qua nó bị hư không? Nghe nhau em có mít chơi có bị vàng đại không? Vàng tiếng game hả? Không. Hết em. À, không biết tìm dưới có đánh, không biết có đánh stream không nữa. Thôi để em chỉnh bước sẽ có. Không sao đâu em, để dễ nói chuyện. Nó đổi role lại hết rồi. Ừ. Rồi hết rồi. Sina đổi gì vậy? Anh Sina lâu lâu cũng lên cũng làm mấy pha. Gạch mà. Room của người ta mà, group của người ta mà. Tại người ta thích làm người ta làm thôi. Oh shit, gọi boss hết được luôn nè. Nó đổi hết rồi. Không, boss thì được. Boss nghe nhạc thì được. Tại nó đâu có roll. Để thử gọi boss thôi. Mà bữa em gọi em đuổi không được. Giờ có room chơi là vui rồi. Xưa không có room để chơi luôn. Từ khi đờ mờ cộng sản đi, ai đi được hết room chơi luôn. Chơi room này thôi. Hello bot nha. Thôi mắc, hello bot nha. Đưa mà cộng sản. Đâu em? Đâu thử đuổi thế rồi em. Admin mẹ đuổi đéo được. Ê, ai tắt boss đi. Đâu có ai có roll đâu tắt. Châu shit. Nhảy đi. Kéo cái đó xuống không thôi. Nó có đâu. Có Quá Nhi nó làm được á, Quá Nhi nó còn cái role Mỹ Nam tắt được mà. Giờ lát anh thử coi. Không, biệt cho anh em. Có người luôn rồi. Ha, cái game lỗi game rồi. Gớt xuống dưới đất. Trời. Dead game. Vãi cao có quyền.
Trong khi đó mình nhấn ly được mà cơ không có. Ủa, má thấy đéo mà làm không được ta. Nhấn chấm nang ly nè, lên nó tự nó ly, nó tự nó ao thôi. Vậy này lú lú đâu ai biết dùng đâu. Ờ, đụng mới khó chịu vậy. Vậy nó cũng xuống đó đủ, cùng lên cho được. Ờ. Má mà lên, mà kêu ông Rizp. Đó, YouTube cũng là khao mà, YouTube là khao gaming đúng mà. Cái hồi xưa á, hồi lúc mà mới làm á thì anh để chiếc khoai to, hiểu không? Sao bữa nay anh khao anh ít nói chuyện ra. Hồi xưa lúc mới làm để khoai to anh khao. Sau này á, sau này thì tụi Mỹ nó đọc không có được. Hả? Chuyện gì? Tụi Mỹ nó đọc không, mà sao bữa nay anh 2D. Không, không. Tụi Mỹ nó đọc không có được, nên nó cứ đọc khao khao nên anh đổi thành khao luôn. Today sao ta mình bắn á, mình bắn chứ cái đích hồi xưa của anh là để khoai to. Anh có icon á, anh có icon của khoai to cũ hồi xưa còn, nên nó còn để trên YouTube á. Là biến đổi, nó phải để luôn nhỏ đẹp. Chấm, nhảy đâu chấm đi anh ơi. Để khu nhà anh cho dễ bắn đi. Nạn quá. Tụi Mỹ nó đâu có đọc được chữ đó đâu. Bấm ly không được, mà nó bấm ly được ta. Chả hiểu. Đâu, mời vô lại coi. Mời nó vô lại coi. Thôi, thôi, mới công quá. Mà thằng Ti. Để xuống nói ông Tèo mới được. Chắc cái role của nó có Ristory kìa. Cái role của thằng ấy là mình, Mỹ Nam quá à. Cũng có. Ở luôn mà hai thằng. Ừ. Mẹ anh còn không làm được, anh còn mời nó vô không được kìa. Nè chỉ cho con boss này nè, chỉ. À tụi nó chuyển lên rồi, tụi nó chuyển lên rồi, tụi nó chuyển con boss lên rồi. Chỉ cho con boss này dễ nè. Có gì? Hoa táp ở ngoài. Go. Thôi rồi, mấy YouTube. Nghe nhạc gì cũng có. Sao? Biết sao không? Tại muốn thử thôi. Tại nó chuyển con boss lên rồi, đâu làm được. Ừ, nó chuyển con boss lên. Kêu vô chi để cho nhỏ lên nó xài xẻ thấy không? Ừ, mà cái thằng Ti đó bữa bị ông Tèo bắt kích cái thổi rung gì. Chỉ có vậy thôi, cũng lên nó nói nè. Nè, mình chỉ lên má mình cầu cứu ông Rich má. Kêu ông Rich, má kéo con boss ra giùm thôi má. Ủa ai chơi em á? Ê, Tiểu Cường ơi. Em có nhận chữ lộn mướn không? Chữ lộn mướn. Có em mù lên cái room á cho em chửi thằng cái thằng Ti giùm anh. Chửi chết mấy nó cho tên. Chữ lộn mướn. Đờ mờ. Chửi chết mẹ cho tên. Ê. Solo squad à? The fuck? Hai đứa mà. Oh, duo. À, lúc trước nó làm ở bên đây to nè. Bây giờ còn làm không á? Là nó bên Giang Bi nó mở custom á. Thằng nào thằng Thi à? Trong Giang Bi á. Thi á. Ông rồi xong đó. Tôi thấy nó thích thằng nào nó quen nào nó vô mà nó đọc lệnh cho thằng đó. Nó, ừ, đó thằng kia. À, ba hàng. Không súng nha anh. Súng bớt trận nè. Á giờ nhặt lượm cái ca luôn chứ quải gì. Từ từ xuống. Em leo lên nha. Xuống dưới hết rồi. Em leo lên. Có thằng mày bồm nghe, có một thằng mày bồm á. Ừ. Xuống bên đây nè. Xuống bên đây là kết. Ok. Anh có mở kìa. Đâu. Anh có mở nghe cái thùng ấy đó. À. Nghe laptop á. Vòm vô nào, vòm vô.
Nghe cái chuông luôn, nghe cái chuông đúng rồi. Yếu rồi. Anh quăng bơm xuống cái chuông nè. Hết rồi. Vậy. Cái đéo này em kêu đầu nó người ta. Kê cao lên. Kê mốt. Cái cao mà dẫn vô người thì tức là phải cái cao nữa. Tu từ tiểu cường thấy vậy nó nhanh thiệt, nhanh luôn bay. Má xuống nó cầm cái K98 rồi kìa. The fuck. Không, nó mới nó lẹ. Em cái nó trước ra đi. Giờ nhảy xuống mình cắn đám rồi. Nè, cây ca đây nè, anh rớt cây ca đây nè, à, lấy là lấy. Nó xuống là thấy nó giác hai cây thứ dữ rồi kìa, một cây K98, một cây M4. Cơm. Nè cho máu nè. Có anh. Tốt rồi. Đem mình đổ cũng được. Mẹ. Thì vậy ta. Em nổi vẻ rồi. Ok. Nói cái cây mập rồi nè. Có cần nước không? Có. Có ai cần nước không? Có chứ. Rồi anh đưa anh. Anh không có máu. Okay. Muốn nước không có mẹ gì. Nè, nước nè. Rồi. Anh cao đâu? Mẹ cái chuông nè. Cao ở đây đó nè, anh cao ơi. Anh rụt đó, cái ca đó anh rụt đó, cái ca khắp mập anh rụt đó. Anh đang bắn AK. Bắn đi. Ai bắn đi. Em lượm ơi, lượm cái mập à. Nó hai bên này luôn. Ngoài. Xuống cái hầm đủ đồ chơi luôn mà cái M4 với K98. Có cái SR ổ cầm be của SR ai lấy không? Lấy lấy, đưa anh. Anh chào đâu. Qua đây em cho. Chào ông tát anh sao? Ừ. Chào SKS. Đây cầm SKS này ai cần không? Cố quăng đi lượm hết. Chưa. Lấy bình đi. Qua sông. Ôi ôi lộn qua biển đi. Chắc thành không chung game rồi. Chừng ngồi biển anh ơi. Chừng ngồi mà cái em đẹp dò em nè. Ôi này bên này á nó sẽ bình cao quá. Anh này lúc nào biến không cao em. Cái anh chị em bị vô bệnh luôn quá. Cũng lắc đúng không anh? Đi ăn cao bình thường đúng không? Ừ, thì đi lấy thôi. Giờ lấy nửa giây. Trời, má bây giờ nước quá chừng. SKS ngoài này nè. Ai bắn khách tầm dọc không? Em ăn. Anh em cần cho làm like lúc. Anh cần cho ta cầm like không? Không. Em cần cho làm like. Không. Cầm đâu cái nhà ra đây có cái có cái mét cái bát chứ. Dùng cái cầm bè này có ai cần. AR hả? AR. Ừ. Anh Cường cần kìa, nó không cần thì anh lấy. Bắn này nó, bắn này. Em đi to được, đây rồi.
Vậy xem mà xem cái gì. Chiếu chích bát à. Giờ cái chích bát cho câu cái này nhà chỉ dẫn chấm anh. Nhầm trọng á. Ồ rết rồi nãy giờ em rồi. Đâu có chích bát đâu thằng cu. Đâu cho mấy nhà đó. Ở đây nè. Đâu cho này nè. Nãy em thấy chứ. Anh kiếm đi chứ. Thì nó có. Không có em làm con chó. Đẹp hôm xưa anh còn bên em. Được 3 cục máu. Ai còn nước không? Em đã mổ. Còn lấy không? Lấy anh. Trời ơi, nhà này loot ồ, nhà này. Good á, good nó qua loot. Good, loot không nói người ta gì hết, good. Sống vậy là mập bậy lắm nha anh. Chào em. Loot sao anh nói. Anh biết đâu mà anh biết em có lại đó đâu. Anh thấy ngoài vo rồi, cái anh chạy xa luôn. Rồi. Xa chứ anh móc lại. Giới hạn gần vo. Mình nói gì nữa thì nói anh cho mình cứ biết. Tâm bang, thấy nghèo quá, tao đâu có giàu mấy đâu. Ừ. Chấp 3 nè, có ai cần không? Trời, nó cần ghê. 3 ngay chấm nha. Hồi flare gun luôn. Vô phải lại gần đi anh ơi, bắn phải lại gần. Thôi bắn nhờ xe mà. Vô bo chơi. Vô bo bắn lẹ. Còn lại còn thính nè, còn thính nè, còn thính nè. Còn một hộp nè. Chết mẹ. Chết mẹ. Ôi. Tiểu cường. Sao mày bắn bồ luôn vậy? Má dở rồi. Em đang mắng cái đầu đường đưa, anh thò vô ra. Nở đạn mới đau. Anh bị nóc mà. Má để auto chạy. Có tim ta. Mình bắn nãy giờ ở theo mình. Cứ nghĩ là không có tim mà ai ngờ móc súng ra không kịp. Thấy cái đầu em luôn chứ. Em thấy lại hiền ngay. Ngay đầu anh rít luôn. Dở lắm. Đừng giận anh rít. Hả? Anh đâu giận rồi em. Đâu giận đâu, lần sau không chơi nữa thôi. Đâu phải khó tính đâu em. Em thấy cái áo của cái lành đây mình đẹp dở lắm anh. Áo nhìn áo chết. Trời ơi, chụp cái dù mới đẹp. Đúng rồi. Trời ơi. Cái dù đẹp, đẹp chua chát lắm. Đốc đi anh. Đi Mẫn Nhi du học sinh Hà Lan. Em nhìn gút anh gút dơ của anh gút dưới đây nhìn giật anh dơ quá vậy. Sườn xám mà đội thêm cái nón y tá. Mà lại là thằng da đen. Ôi đẹp trai vậy. Có lộn đẹp gái vậy.
good. Hello. Gì đái rồi em? Ủa anh ờ. Cái gì? Hôm qua có coi cái con nhỏ gì y tá mai gì mai linh đúng gì? Không sao vậy? À lọt khe hả? Ờ mà không phải, không phải. Có anh có coi mà. Ừ. Sao mấy anh lại thích coi anh dẫn vậy? Đâu thích hoạt động anh dẫn vậy? Tại nghĩ rồi cái mấy cái đó gọi là không phải là mình kiếm bưng bạn chỉ chung kiếm gà đồ. Cái đó giờ thấy tào lao hả? Cái gì? Ừ. Cái gì? Lấy đồ. Để mấy hình nó chụp hình để semi á, semi naked á. Kiểu như khiêu dâm mẹ ơi. Nó để semi naked. Nè nhảy. Ủa vậy đâu vậy? Đó. Nhẹ lại là tiểu. Hiểu không? Nó không chụp, nó không chụp luôn mà nó để semi thôi. Ừ. Kiểu như gái mại dâm đồ. Cũng như gà ấy mà. Ok. Ừ, càng ngày thấy càng tào lao rồi. Càng ngày thấy nó nhìn nhiều thành phần kiểu như làm cho nó ấy. Giống như hồi xưa hồi xưa nó có cái gì Zalo á. Ừ. Zalo hồi xưa là mình sạch lắm bộ. Biết sao? Hồi xưa biết gì không? Beagle. Không, Beagle là sau này. Ý nó là Zalo kìa hồi. Zalo hồi xưa sạch lắm. Sao một cái giờ hả? Toàn là gái, còn là gà không à? Ba mấy lần á. Rồi sao vô rồi gì tặng quà xong rồi nhắn tin riêng đồ đưa qua Zalo đồ gọi điện thoại tùm lum nha. Ừ. Ừ bò tha vậy. Để đây phải chịu. Cái càng ngày nó càng loãng sao á, làm như cái admin không biết quản lý. Đầu tiên hồi xưa là mấy cái trang web và kiểu mà VC chat hồi xưa có ai chơi ta, thời đó ai chơi ta? Anh Khao biết không? Không. Kiểu là VC chat mà kiểu một room giống như Discord này vậy nè, nhưng mà mình lên bằng web. Không. Chắc không biết, kiểu mà lên bông lên hoa thì mấy đứa ơi đó, lên là lên. Rồi biết rồi. Cái mấy giờ lên show và lên trò chơi đồ đó. Ừ. Hiểu không? Chơi trò chơi rồi cho điểm đó. Ừ. Xuống làm tiền rồi lại phải lên. Lên đi cái tới mấy giờ chơi show, cái có admin mod rồi đó, xưa nổi tiếng cái đó thì nó có mấy phong trào đó. Rồi bắt đầu bên rồi xong sau này nó bị dẹp. Sau này nó bị dẹp là hồi xưa kiểu chat xét đổ trên đó đó, nhưng mà nhiều người coi thì nó được tiền. Ví dụ như là khoảng 200-300 ngàn người coi đó. Ừ. Được tiền. Trong 200-300 ngàn coi nhiều dữ. Ví dụ. À. Chứ khoảng là 200-300 người là đủ maximum. Có bằng bên bạn xịn lấy không? Có anh nha. Lấy. Thôi đi em. Xịn làm gì, miễn là nó thêm đạn được rồi, còn chưa phải xịn. Nếu mà muốn bằng đạn không xịn cũng có luôn. Cầm bông đông lắm nha anh, cầm bông như phải tim. Hết game này chắc nghỉ quá. Cảm thấy mệt. Sớm vậy. Không mệt. Ai gửi mẹ. Không biết em sao chứ một ngày anh nên chơi khoảng cái tàu trái lướt chưa? Cái tàu bên trái lướt hết rồi phải không? Trái lướt hết rồi. Rồi đi luôn. Má nghe lại. Lướt chỗ này nó nghèo như quỷ không có báo. Ly á anh. Không ly nó giàu lắm. Cả 2 3 tiền. Cũng vậy thôi. Bây giờ chỉ mày chỗ này. Bây giờ chỉ mày chỗ này rồi. Em biết thằng tỉnh đâu. Phải đâu anh. Đắm nè. Ủa có ai là mà 24 bên nhà trái chơi, bên tàu trái chưa? Có rồi phải không? Ở
không em nói. Có mà, có rồi chấm số 1 á. À. Trời bỏ đi sao quá. Cũng có cốp để bắn. Ở đây với em đó nha. Chờ game. Ghê lắm em ơi. Không không có nè. Bắn em. Chơi không? Giết nó đi đâu. Nó mới vào. Trời mà hai tư nè, ai bắn không? Giác rồi, giác theo luôn nè. Sao mày? Giết 4 nè anh ơi. Rồi đi giác theo luôn chưa? Đi giết 4 nè. Chạy lại. Đâu? Đâu Chơi cam bông anh. Chơi cam bông với em. Trời. Chơi cái bầu nha. Vợ cái gì mà nhịn đó. Wow. Chơi cái bầu. Thôi cái bầu. What's up people from Hyper? How you guys doing? Ông về vợ chưa nhịn nữa nói chi tụi nó lên chơi nè. Em lên tới rồi đó, anh nói không à, nghe anh nói không à. Anh kế bên đây nè. Trời. Nghe anh nói không. Barrel. Bắn barrel không nè, barrel nè. Yeah, it's me man. It's me bro. What do you mean? What do you mean again? Tay cầm gì vậy? Tay cầm lay quay. Thôi nghỉ luôn đi. Quay lại. Cái cây M4, cầm cây M4 chống không kìa. Good, how are you? Lay quay cũng đỡ hơn mà. Lay quay nó nảy hơn. Mà như mà MK Mutant bắn lay quay nó chuẩn hơn không? Mutant SKS. SKS bắn vertical. Bắn lay quay cũng ngon hơn tại vì nó hồi tâm. À. Tám luôn nhanh. Trời ơi còn luôn. Còn luôn nè. The fuck, tụi này nó còn trong đây lì dữ à. Anh đã đây, đây, đây nhau, đây nhau. Bên trái cường. Bên trái cường á. Bên trái cường á. No, I didn't play the Xbox, bro. It's a PC, not Xbox. Woo! Hai thằng á. Bom nó chứ. Đẩy lên nè, đẩy lên nè, đẩy lên nè. Đó, nó. Anh đang bán trong nhà. Máu rồi, máu. Có đằng 7 không? Đằng 7 bên xét ở trên anh nào. Thấy à? Yeah, yeah, I see them, I try to kill them. But I kill one. Chưa chạy anh nha. I got one, but the other one just... I think the other one got rest, so just wait. Em tính móc nó phải là gần bắn nó luôn á. Móc là gần bắn nó luôn. Tụi nó coi trong nhà nè. Nhà 105 nè. Nhà có bảng hiệu màu xanh á. Thank you, bro. Ôi, má tưởng đâu. Thằng trong nhà phải không? Hai thằng trong nhà luôn, hai thằng trong nhà nó chạy lên nó cứu bồ nó kìa. Má rồng.
Ôi càng ngày càng xa nha. Anh ấy nhanh Khao. Ừ. Cái bắn bắn nó bo. Gì vậy Khánh? Chuyển em ơi. Giờ anh hên lắm nha. Hên hả? What the fuck mean hên? Bây giờ em không vô được server A thôi đó. Em vô server A là anh chết với em rồi. Trời. Ở đây cỏ chờ kìa. Mẹ ở đây là biết bao nhiêu thằng nó xanh cỏ không? Biết bao nhiêu thằng xanh cỏ ở đây hết rồi chứ không? Phải đó ở đây là mình cỏ không đó. Khánh xuống ăn và ăn à, cỏ không đó. Thả bò xuống ăn Khánh ơi. Anh nào ôi nhiều cái dạo này sao chơi hay nghỉ sớm quá. Yeah guys, thank you your follow. Hôm qua em thấy toàn 2 giờ, 2, 3, 2, 3 giờ gì đó là thấy mất tiêu hết. Biết tập luôn. Thứ hai là nạn. How you been? Gì có em đây mạnh nạn. This may be the last game I play tonight. Maybe. Depend on the my teammate. But look like we're gonna play the last game. Kinda late over here. Like tờ, tùy tờ đi nào. Mỗi lần mỗi lần anh Khao mà nóc là rất là vui luôn. Mình cười thiệt to. Bữa nay bắn hơi nhiều. Chiều thì bắn với tụi kia. Nãy vô bắn với Reed. Bắn được mấy gián đầu bắn hồi nó mệt á. Ủa em chỉnh chất lượng cao coi của anh Khao lắc chứ. Lắc hả? Qua YouTube đi. YouTube đi lại mấy giây vậy anh sao? Như nhau hết. Như nhau hết mà em. Anh biết stream trên YouTube nữa. YouTube của anh là gì? Khao Gaming. Khao Gaming á. Hai cái giống nhau mà em. Ủa? Anh đang stream trên YouTube luôn à? Ờ anh cái hai kênh. Ừ, ảnh lao trên YouTube Gaming. Tại vì hồi xưa có đứa con, đứa nó nói nó coi không được á, nên anh mới bật thêm YouTube nữa. Nó để luôn tới giờ. Như thằng Gale á. Nhiều người có được á. Ok, đi đâu rồi Rick chứ? Đi Houston này. Để hình, có một cái Khao Gaming duy nhất hả? Không, em bật lên nhiều cái Khao á. Em vô cái kênh của anh đi, em vô kênh Twitch anh bấm chấm cảm rồi giữ y dài chữ T rồi enter, nó ra cái link. Sống chạy bo hoài. Đi nè mấy đứa ga đi. Đi nè phải đưa phải lấy canh nha. Đi đi. Thôi bỏ đi. Follow for follow. Yeah. Yeah. Cái đây. Đi 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 đi. Anh đang gần vô tới bo rồi. Chạy tới. Anh vô rồi nha. Đi 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 đi. Cần máu không? Má cái chiếc xe là cái chiếc hạm. Còn cục. Gần có luôn nè. Gần có luôn. Yeah, after this game, bro. Yeah, loot, 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 loot. Lên đòi banana nè. Lên đòi banana đi. Loot luôn. Có bằng đích thì ông liếm, liếm bằng đích thôi. À, khổ. Thấy ông Thịnh. Nước là gì không nè? Nước nè. Còn hai bình đủ xài. Nè, nước nè. Thịnh hay Khánh nè. Khánh, thấy ông thấy cái link vô YouTube chưa? Không lấy luôn à? Từ 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 từ. À thấy nè anh ơi. Ừ, có băng đít nè, cầm băng đít không? Có rồi, có ba cái nè. Ủa sao nè, cho mười mấy cái nè, 11 cái nè. Dặn gì em? Đó, chấm cam, chấm cam ở nước. Thấy chưa, thấy cái link YouTube anh chưa? Rồi, đang chụp à. À khổ, quá khổ. Rồi để anh bấm cho. Què nước, đâu thấy nước đâu. Đó, chỗ chấm cam, chỗ nhà, ở ngoài á, ở ngoài, ở ngoài. Ok, ok. Gánh giữa. Không. Thấy chưa, người ta đang không chỗ chấm cam mà. Chỗ chấm cam đi ra sao nữa, đó. Ờ, thấy rồi. Trời quá ơi. Ủa anh Thành coi bên YouTube hay là coi bên Twitch? Em coi bên Twitch, mày quay bấm YouTube xem thử nhanh hơn. Yeah.
Trời ơi. Quick nó nhanh hơn bên YouTube nhiều. Tại nhiều khi hai cái mở song song á nên nó bị đường truyền á. Ôi sao cái tên thằng này quen quen vậy ta? Nó ưu tiên chứ. Bắn đâu anh Khao? Bắn nhà trắng lầu 2. Bên gần mình nhất, 245. Chắc bò nó bên kia thôi. Anh. Anh nghĩ bò nó bên kia. À, nóc nó rồi, anh giết nó luôn, anh confirm rồi. Không, combo. Đâu rồi? Anh luôn, tiểu cường ơi, ở dưới ngay cánh cửa luôn. Má, cái thằng. Chó thiệt chứ. Hồi nãy nói anh kiếm đâu, khác quên anh không? Kiếm cái gì em? YouTube anh á. Em lên em bấm chấm. Em lên YouTube em bấm chấm cảm. Ờ y dài chữ T. Chấm cảm. Trời ơi. Sao bộ mình dở. Thì cái lệnh đó mà, cái lệnh nó vậy mà. Cho em enter, mở ra. Lại nó ra enter cái lại ra. Ra cái link. Má thua luôn Cường ơi là Cường. Ai biết em chạy theo anh mà. Thì đó, quay lại là chết em rồi. Em vừa quay là bật cốp là chết em. Ờ, bò vô. À, nó xây một ảnh chết luôn. Được chưa? Đó, thằng nó gửi đó. Ui, à, YouTube này dột hơn nè. Em đăng ký anh luôn rồi đó. Đăng ký luôn. Mỗi lần coi YouTube trở dễ. Ừ, có nào cũng được. Ủa vậy là anh stream, anh stream 2 cái luôn hả? 2 web. Anh chia 3 cái, lần cho phải 2 cái, còn 1 cái nữa. What? Mấy mặt hết ta. Ừ? Không, cái bên Mixer. Cái platform mới của Microsoft. Không. Không. Máy trâu, máy bò, sao lắp được, máy khủng mà. Chắc 2 cái 1080 Ti, 2080 Ti đồ. 2070 à. 2070 cái. Nói chứ 1080 với 10 game thì chỉ cần hai cái nó cũng thôi. Nó hợp cái hiệu suất sử dụng cũng như nhau à, trên lệch cũng ít luôn. Anh có 2070 không? Ủa em cảm giác như YouTube là bị lỗi 30 giây á. Không như nhau hết, tất cả như nhau hết. Anh em nói chuyện hồi nãy mà bây giờ nó mới ở trên YouTube nó mới nói kìa. Anh không biết. Anh sẽ up như nhau hết. Ờ, I'm living in Atlanta, Georgia. Đây anh tìm cái tốc độ lên. Tốc độ lên 2.5 nữa rồi. Nó chạy hết rồi. Máy em dùng cái 1080 Ti mà. Tao thấy luôn. Chào á. Reset không? Gì? Giỏi đâu, tại vì em mở Discord chứ em tắt Discord đi. Em tắt âm thanh Discord. Bao nhỏ bao. Kịp. Kịp. Bao này bao nhỏ không sao. Con
Có bằng đít không? Không thấy. Trời ơi, lên tới luôn rồi. Hỏi em phải ấy liền chứ, anh không thấy, anh chạy em khúc rồi. Hả? Mày có hát cần việc coi dead cam lại coi Đâu, em cứu, em đang cứu mà em quăng ra đâu được đâu. Không, em anh hỏi em nói ừ có không để anh biết, chứ anh không biết. Anh chạy một hồi em mới nói anh quay lại đâu thấy đâu. Lại coi thằng Doctor Strange nè. Ai vô thế đi. Wow. That's what unlucky man. Ừ, bá đi ngủ luôn quá 1-3 giờ rồi. Thành vô nè. Thành bán không? Thành mệt lắm rồi. Chơi đi, Thành ngồi nghe nói chuyện à. Em chắc đi ngủ quá 3 giờ. Mai chơi. Nghỉ hết luôn hả? À, bắn hồi mệt man. Bắn đi anh, bắn đi. Bắn chuyện xuất phát. Thành vô kìa, Thành. Thành nghỉ hết vậy không? Em rồi em chị coi nói chuyện chứ em cũng mệt quá. Ủa sai người nghỉ rồi. Mình em với thích khách kìa, có khách kìa. Khánh vô anh Khánh. Em mời anh Khánh nè. Nói chuyện thấy vui ha. Ngồi nói chuyện xíu ngồi. Nói chứ giờ mắt cũng mở không ra nổi. Đưa đi anh Khánh ơi. Để bắt server xe nha anh Khao. Rồi không sao. Bắn dài giá ngủ vậy. Máy anh Khao mạnh. Ừ. Man that's unlucky man. I didn't see him. I didn't see the second team. Ngày ngủ 4-5 tiếng. Anh Khao chưa mà về chim. Chưa mà là OBS. Hay là cạp. Chưa mình cạp chứ không. OBS hả? Cạp mạnh mà chưa mình cạp cái OBS mà cái betray của anh Khao để bao nhiêu? 6,000. 6,000 à? Cao vô. 6,000 mới được 1080. Máy mạnh mà. Máy em 1080 thì ai gấp hai cái màn hình vô là thấy chết mẹ. Đâu? Ủa, 1080 Ti gấp hai màn hình bình thường sao? Ừ, bình thường mà. Chạy bình thường luôn. Anh 2K hay 1K? Anh 3 cái màn hình luôn nữa. 4K, 4K, 2K. Phải rồi, má ơi là má. Đúng má nó ngồi chỉ. Mỗi lần mà chuyển tab qua màn hình này qua màn hình nọ. Kiểu như lúc chơi game đúng không? Mình Sunday morning. Di chuyển con chuột qua màn hình kia không được. What do you mean Sunday morning? Chơi PUBG này à. 2080 Ti mới chịu nổi cái là OK để lên. Anh ba cái màn hình luôn nữa. Okay. Nhớ đâu không được. Để hai hết mà chơi chỉ 2080 chỉ được như 160 mấy, 170 mấy. FPS. Tao không được. Ủa, trên stream của anh Cao có cái dòng chữ. Anh Cao. Hello. Caption gì? Ừ, tắt đi. Anh chưa có biết cách để xóa nó. Bữa giờ kiếm hoài không biết cách. Caption nó bị lỗi á. Hồi xưa có chỉnh một lần xong quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu cách tắt à. Mà lên YouTube tìm bài không ấy lộn lên Google bấm không ra cách sửa. Now I'm OBC man. Look at my ping. 244. Không có ai luôn hả? Thuê nó. Ê, à, đúng rồi, nó vụ thuê mới nhớ anh Thành. Em nhớ ngày qua anh bé mà em thuê không Thành? Bé tên gì? Bé cuối cùng mình thuê trước khi rồi xong các em đi ngủ á. Không phải Nu. Sao Nu á, sao Nu á. Mình chơi nó được mấy tí á, mình được chừng tí á mình ngủ á. Bé ngày qua anh bắn trúng viên good nè. Ai group dưới phải không? Dưới cùng luôn phải không?
TNT dâu không phải TNT dâu bắn hay mà. À con bé gì hay thích cái gì con bé gì mà chuyên cưa sừng gì đúng không? Nó hút thuốc à. Linh biết hút thuốc, hút thuốc. Ngày qua nó đang chơi với mình mà bạn trai nó vô hút thuốc của nó đó, nó la đó. Mốt đừng thuê nó nữa em ơi. Ok. Sao vậy? Em thuê thử rồi con nó mới. À, đừng thuê nữa, không có chút ích được gì cho đời. anh đang nói em luôn á, anh Khao. Không. Cho đời nè. Kiểu như nó chấm vô những cái chỗ hot hiểu không? Xong rồi nó chết, xong rồi nó đang ngồi chơi. Không góp. Nói gì đâu, tạo nghiệp vậy? Không có góp được miếng đam luôn á. Chú ý là vô nó ngồi nói chuyện thôi á. Nó nói chuyện với mình đâu. Có bắn gì đâu. Nó qua nói chuyện với bạn trai nó, thằng bạn trai nó ngồi kế bên á. Trời đúng đèn vậy. Mô em đánh giá sao không? Cái gì em? Mô em đánh giá sao không? Thôi, kệ nó đi. Good. Hỏi anh Good nè, Good ngày qua nó chơi với mình nè. Chơi mình... chán chết. Lần rồi thôi. Có như mình hàm mới đi leader. Mà con gái hút thuốc là em không thích rồi. Nó còn nhỏ đó. Hình như nó mới 17 rồi. What? 17 hút tuổi. Không có cái dạ, đó nhỏ bạn thôi. Lúc mà tổ, lúc 6 là nhỏ bạn thu thuốc rồi. Oh, Hyper still here? Usually Hyper gonna out like after I finish the game or after I die. It's still here to now. Is nobody play the PUBG now? Ở Việt Nam thì thấy sao sao chứ đây thấy bình thường. Không, tại vì bên đây hút thuốc không phải như ở không Mỹ gì khác mà ở Việt Nam con gái hút thuốc cũng như ở mấy ông ngành đúng không? Không phải ngành mà cảm giác nó hút một cách mà gọi là không văn hóa như người nước ngoài. Cảm giác thấy nó hút Mỹ dơ lắm. Mà chứ phải là Mỹ 21 tuổi cũng mới được. Oh, I see. Not. Okay, I see. Cause usually Hyper gonna come to my channel like one or two times per day, depending on how I play. But usually one or two times per day. But now the channel is still here, so yeah. That's good. Kiếm bung trang cho đấy, anh Khao mình vô giữa boy lên Khao đặng em bắn thính lên Khao thính để cho bắn bắn luôn đây em đi chưa có thính mà đi á đây kiếm chỗ nào giữa boy kiếm bung trang cho man. I like to drop down and fight, man. It's not like looting. No, I nope. Mixer is my second channel, you know, so. So I'm not gonna set up anything special for that channel. If you want, you go on my Twitch. My main channel is Twitch. So, yeah. Ê mình làm gì cho đời đi chứ. Em đang kiếm muôn trang cho đời nè anh. Giờ có câu
câu mới nè. Dạ các câu làm gì cho đời. Quá. Chứ chạy vòng rồi. Đây em chuẩn bị làm điều tốt cho đời. Trời ơi máu. Máu phải nói là quá chừng trong này. Mày mày lên tới đỉnh núi bắn nè. Trời ơi. Trời fuck nó chạy một. Mắc cái gai đầu giờ mà không chết, xạo quá. Để em làm điều tốt cho đời đó. Xong rồi. Mình đi mắng. Ah man. I headshot him like 2 times. 2 times headshot. Trần Thính á. Trần Thính á. Kìa trên đỉnh đồi luôn kìa. 4 thằng. Trời Thính chưa rớt. Thôi nghỉ. 4 giờ sáng. Vậy hay nó nghỉ anh nghỉ sớm lại. Ngày mà anh ngủ có 3-4 tiếng vậy anh chịu nổi mà anh sao? Bây giờ 4 giờ đúng không? 10 rưỡi ấy, 10 giờ anh có dậy. Thì đó, giờ 4 giờ thì vô anh ngủ tầm 5 tiếng. Xong rồi đi làm về anh ngủ thêm 2 tiếng nữa là đủ. Giờ mẹ 4 giờ. 4 giờ đúng luôn rồi đó. Ừ. Ok bye bye. Bye đi ngủ đây. Bye mấy đứa. Mai gặp. Alright guys. Mixer Hyper. Thank you very much. You're the best. To host my channel, I appreciate it for your hard work, and I'll be back tomorrow at same times, 11 p.m. Eastern times. So we'll see you there tomorrow, hopefully. Okay. Once again, thank you to host my channel. Bye bye.